Bên mai chiều chủ nhật mình làm thịt bò cuốn lá lốt nướng, làm vừa mới xong, ăn với cuốn với bánh tráng. Mình thích ăn với bánh tráng rau cải. Rau cải ở nhà có cái gì mình bày ra ăn cái đó, chứ không với mình làm mắm. Phi phi hành với sả, ớt vô, nhìn thấy ngon quá, mời cả nhà cùng ăn chung.